Chúng ta chọn cho mình vị trí nằm thoải mái nhất, gối vừa phải, thư giãn và hít thở sâu. Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng trong thân thể, và đây là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gửi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Ta buông lỏng toàn thân và theo dõi hơi thở. Ta ý thức được hơi thở đang đi vào, đi ra. Thở vào, biết mình đang thở vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Thở vào, thấy bụng mình đang phồng lên. Thở ra, thấy bụng mình xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Phồng lên, xẹp xuống. Đưa ý thức lên từng bộ phận cơ thể. Thở vào. Tôi ý thức về tóc của tôi. Thở ra. Tôi mỉm cười với tóc của tôi. Cảm ơn mái tóc của tôi. Ôm ấp và gửi tình yêu thương tới tóc của tôi. Thở vào. Tôi ý thức về mắt tôi. Thở ra. Tôi mỉm cười với mắt tôi. Đó là chánh niệm về đôi mắt. Chế tác năng lượng chánh niệm. Ý thức về đôi mắt và mỉm cười với nó là chúng ta đang tiếp xúc với một trong những điều kiện hạnh phúc ta đang có. Có đôi mắt còn sáng là một điều màu nhiệm. Chỉ cần mở mắt ra là ta thấy cả một thiên đường sắc màu hình ảnh. Thở vào. Ta để tâm nơi miệng mình. Thở ra. Để cho miệng được thư giãn, nghỉ ngơi. Ta buông thư tất cả những cơ bắp quanh miệng. Đôi môi của ta là những cánh hoa xinh đẹp. Hãy nở một nụ cười nhẹ nhàng, mỉm cười để làm rơi rụng tất cả những căng thẳng trên khuôn mặt. Dần dần hai má cũng được thư giãn, quai hàm cũng được thư giãn, cổ họng cũng được thư giãn. Thở vào. Ta đưa ý thức xuống hai vai. Thở ra. Để cho hai vai được thư giãn. Để cho hai vai lún dần xuống sàn nhà. Hãy buông hết xuống sàn nhà tất cả những căng thẳng tích lũy bấy lâu nay. Trong quá khứ, ta đã gánh vác quá nhiều trên đôi vai của mình. Bây giờ, ta hãy đặt chúng xuống đất, để cho hai vai ta được nhẹ nhõm. Ta gửi đến đôi vai tất cả lòng thương quý và biết ơn. Thở vào. Ta đưa ý thức xuống hai cánh tay. Thở ra.
ta buông hư hai tay, để cho hai tay lúng dần xuống sàn nhà, rồi cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, các ngón tay, tất cả đều mềm ra, hoàn toàn thư giãn. Có thể cho các ngón tay cọ quậy chút đỉnh để các bắp được thư giãn. Thở vào. Tôi ý thức về trái tim tôi. Thở ra. Tôi mỉm cười với trái tim. Dùng năng lượng chánh niệm để ôm ấp trái tim và mỉm cười với nó. Chúng ta sẽ thấy trái tim ta vẫn còn hoạt động bình thường. Đó là một điều mầu nhiệm, một điều kiện hạnh phúc. Rất nhiều người ao ước trái tim hoạt động bình thường mà không có được. Khi dùng năng lượng chánh niệm để ôm ấp trái tim, trái tim sẽ được an ủi và lắng dịu. Bấy lâu nay, chúng ta đã thờ ơ, quên lãng trái tim. Chúng ta chỉ biết chạy theo những thứ mà ta nghĩ sẽ đem đến hạnh phúc cho ta trong tương lai. Thậm chí ta còn gây rối loạn cho trái tim của ta qua cách ta giải trí, làm việc, ăn uống. Mỗi khi châm một điếu thuốc là ta làm cho trái tim ta đau khổ. Một khi uống một ly rượu là ta không dễ thương với trái tim. Trái tim ta đã làm việc suốt ngày đêm, từ năm này qua năm khác, để nuôi sống ta. Vậy mà ta đã không đối xử tốt với trái tim. Ta đã không biết chăm sóc và bảo hộ những điều kiện hạnh phúc và an lạc trong ta. Chúng ta tiếp tục thực tập gửi năng lượng đến những bộ phận trong cơ thể: lá gan, buồng phổi, dạ dày, ruột, thận. Với sự dịu dàng và thương yêu, chúng ta chế tác năng lượng chánh niệm bằng hơi thở ý thức để ôm ấp cơ thể. Khi chúng ta hướng năng lượng chánh niệm đến từng bộ phận của cơ thể, gửi theo hơi thở tình thương yêu và sự dịu dàng, là chúng ta đang làm đúng những gì cơ thể cần. Nếu có một bộ phận nào đó trong cơ thể đang bị đau nhức, chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc. Chúng ta gửi theo năng lượng chánh niệm và mỉm cười với nó. Thở vào. Ta đưa ý thức xuống hai chân. Thở ra. Cho phép hai chân được thư giãn để rơi rụng tất cả những căng thẳng, để hai chân được hoàn toàn thư giãn từ bắp đùi đến đầu gối đến mắt cá chân, bàn chân, các ngón chân. Tất cả đều được hoàn toàn thư giãn. Có thể cọ quậy chút đỉnh để các ngón chân được thư giãn. Gửi đến từng ngón chân tất cả lòng thương quý và biết ơn. Thở vào. Thở ra. Ta thấy toàn thân nhẹ nhàng làm sao, như những cánh bèo đang trôi êm đềm trên mặt nước, không cần phải đi đâu nữa.
không cần phải làm gì cả. Ta thấy mình đang thong dong như mây bay trên bầu trời. Thank you.
Thank you.
Thức được hơi thở đang đi vào, đi ra, thở vào, biết mình đang thở vào, thở ra, biết mình đang thở ra, thở vào, thấy bụng mình đang phồng lên. Thở ra, thấy bụng mình xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống. Đưa ý thức trở về với hơi thở, để ý đến bụng đang phình lên, xẹp xuống. Theo dõi hơi thở, ý thức về hai cánh tay và hai chân của mình, nhẹ nhàng lay động hai tay hai chân rồi duỗi thẳng. Ta gửi theo từng hơi thở tất cả lòng thương quý và biết ơn của ta đến từng bộ phận của cơ thể, vì cơ thể
là người bạn đồng hành thân thiết nhất của ta. Hở vào, hở ra. Ta nhẹ nhàng xoay người sang trái, xoay người sang phải, rồi từ từ ngồi dậy.